Eusebia Palomino. Ngày 15 tháng 12 năm 1899, tại Cantapino, Salamanca, Tây Ban Nha, một em bé gái chào đời trong một gia đình nghèo tên là Eusebia Palomino. Bố em là Augustino và mẹ là Giovanna Genes. Tuy gia đình nghèo nhưng lại có lòng đạo. Vì thế, Eusebia đã được rửa tội khi mới chào đời. Eusebia đã trải qua một thời thơ ấu nghèo khổ nhưng hạnh phúc và được chiếu sáng bởi một đức tin mạnh mẽ. Trong đó, cha mẹ và các chị em luân phiên làm việc và cầu nguyện trong bầu không khí yêu thương và bác ái. Vì gia đình quá nghèo, ngay từ nhỏ, em đi ăn xin với bố trong niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa. Lớn hơn một chút, em đi ở đợ cho nhiều nhà để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Từ người cha, Eusebia đã thừa hưởng một sự quan tâm đặc biệt đối với những giáo lý căn bản và cốt yếu. Điều này đã cho phép em được rước lễ lần đầu lúc 9 tuổi. Từ nhỏ, Eusebia đã có lòng yêu mến Đức Maria rất đặc biệt với tình con thảo. Em thường xuyên phổ biến lòng sùng kính Đức Maria cho người khác. Trong một lần, trên đường đi ăn xin, em đã đuổi theo một quân nhân để trao tặng tận tay anh mẫu ảnh Đức Maria phù hộ. Nhiều lần, Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin và che chở em vượt qua những nguy hiểm trên đường đi hay trong công việc. Và từ những kinh nghiệm đó, Eusebia càng yêu mến Đức Mẹ và khao khát được dâng hiến đời mình cho Mẹ. Rồi trong một lần làm vườn cho bà chủ ở Salamanca, Eusebia nhặt được một mẫu ảnh Đức Mẹ phù hộ mà lần đầu tiên em được nhìn thấy. Em sung sướng và run lên vì xúc động và vì hạnh phúc. Em nói với chính mình: qua mẫu ảnh này, Đức Maria tặng tôi một món quà lớn. Eusebia luôn ước muốn sống bên Đức Maria và chiêm ngắm Mẹ. Khi được biết các sơ Salesian và được vào viếng nhà nguyện và đứng trước tượng Đức Maria phù hộ, Eusebia đã vô cùng sung sướng. Lúc đó, em nghe rõ trong thâm tâm một tiếng nói: Mẹ muốn con ở nơi đây. Và như một sự sắp xếp của Mẹ, Eusebia đã có một cơ hội. Các sơ đang cần một người giúp việc và đưa các thiếu nữ đi học. Thế là Eusebia đã đến và ở lại bên cạnh Mẹ Maria phù hộ ở tuổi 19. Trong một lần gặp gỡ với sơ Enriqueta Sorbone, phó bề trên tổng quyền, Eusebia đã được nhận vào dòng và chị đã khởi đầu những năm đào luyện ở tuổi 22. Ngày 31 tháng 7 năm 1922, Eusebia được mặc áo thử sinh và luôn sẵn sàng với những nhu cầu của cộng đoàn, đặc biệt là giúp bếp, giặt ủi cho các sơ và các cha Salesian. Chị đã cống hiến sự phục vụ với sự sẵn sàng và khả ái vui tươi. Trong nguyện giá ngày Chủ nhật, chị theo dõi các em nhỏ với hiệu năng tông đồ. Tuy nhiên, chị cũng được các em lớn vây quanh vì sự hấp dẫn về tinh thần cầu nguyện và đức tin sâu xa. Năm 1931, trước biến cố cách mạng, chị Eusebia đã dâng hiến mình cho Thiên Chúa làm hy lễ vì phần rỗi của anh chị em đồng loại trên nước Tây Ban Nha và trên toàn thế giới. Suốt 3 năm, chị đã chịu những đau khổ khôn tả, nhưng trong tâm hồn luôn hân hoan hướng về trời. Và chị đã được đón nhận vào thiên đàng ngày 10 tháng 2 năm 1935. Ngày 25 tháng 4 năm 2004, chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước. Trong hành trình đời sống của mình, sơ Eusebia đã thực sự là một con người nghèo khó, đơn sơ và khiêm nhường trước Thiên Chúa. Và đó chính là con đường thánh thiện của chị, gương thánh thiện của chị Eusebia cho chúng ta thêm niềm xác tín. Mọi người đều có thể nên thánh trong những hoàn cảnh thật tầm thường và trong những bổn phận thật thấp kém. Vậy, bạn là một tu sĩ ư? Hãy chú tâm tìm kiếm Chúa trong mọi bổn phận và mọi con người. Bạn là một nhà giáo dục ư? Hãy biết lắng nghe, thấu hiểu và chọn điều tốt nhất cho các tâm hồn được Chúa trao phó. Bạn là một công nhân ư? Hãy nỗ lực làm điều tốt nhất cho công việc và hãy sống cao thượng. Bạn là một học sinh ư? Hãy chăm chỉ học tập và nuôi dưỡng những điều tốt. Mỗi chúng ta hãy là những vị đại thánh bạn nhé!